Hello everyone, welcome back to the class. In this video, we are going to learn the next lessons in the unit 3. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học ngày hôm nay. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến bài tiếp theo của chương số 3 trong sách Friend Plus 8 các bạn ha. In this lesson, you will have to practice your vocabulary and listening skill. The topic is about the Extreme Avengers. Trong bài học này, các bạn sẽ được luyện tập, học thêm những từ vựng mới nè, cũng như là kỹ năng nghe của mình. Và nội dung chính của mình là xoay quanh các cái bộ môn thể thao mạo hiểm Extreme Avengers. Have you ever watched any videos or of extreme adventure or sport? What sport was it? Các bạn có từng xem qua những cái chương trình truyền hình về các cái cuộc thi, các cái hoạt động hoặc là những cái môn thể thao mạo hiểm không? Những cái này các bạn sẽ tìm thấy ở phim ảnh Mỹ và các nước phương Tây rất là nhiều ha. Và nếu mà có thì có thể nó là bộ môn nhảy dù nè, bộ môn leo núi nè, bộ môn xe đạp, đi xe đạp địa hình, hoặc là bộ môn bungee, nhảy từ trên xuống. Thì các bộ môn này thường rất là được ưa chuộng bởi người phương Tây nhiều hơn là ở các nước châu Á hoặc là người châu Á. Ở châu Á thì vẫn có và ở nước mình thì có nghĩa là vẫn có ha. Nhưng mà các bạn đi biển á, các bạn cũng chơi cano nè, chơi nhảy dù nè. Đó, nhưng mà cái tần suất của nó thì nó ít và cái lượng số lượng đa dạng về các bộ môn thể thao và hoạt động á, thì nó cũng sẽ ít hơn. Nhưng mà cô chắc chắn rằng là chúng ta cũng đã được tìm hiểu, xem qua cách của người ta chơi và người ta làm như thế nào qua phim ảnh rồi đúng không? Bài học ngày hôm nay mình sẽ về chủ đề này và các bạn sẽ thu lượm được thêm những từ vựng mới xoay quanh chủ đề này để như là mình có thêm cái kiến thức và mình áp dụng vào trong chính cái việc mình nói hoặc là viết và áp dụng vào cái việc mà mình làm bài tập khi mà mình nghe nữa. Now let's get into our lesson. Activity 1. Look at pictures A to D below. Match the repositions in the box with the action. Say what each person is doing, then listen and check. Hoạt động đầu tiên, các bạn thấy là có những cái giới từ repositions around, down, off, on, over, through, under and up. Các bạn sẽ nhìn vào hình và các bạn xem hành động của người đó như thế nào để mà mình điền xác định đúng cái reposition và mình để vào đúng bức tranh đó. Sau khi mà các bạn đã tìm được cái reposition rồi thì các bạn hãy thử nha, thử kết nối nó với lại một động từ đi kèm. Giống như các bạn thấy là người trong bức tranh C đó, người đàn ông nó nhảy qua, vậy thì mình sẽ dùng từ nhảy là jump kết hợp với preposition nào để thể hiện được đúng cái hành động của anh ấy là nhảy qua hoặc là nhảy lên, đúng không? Đó thì mình sẽ tìm được cái từ phù hợp mình điền vào. Và sau khi các bạn được điền từ xong rồi thì bạn sẽ đặt câu ha. Các bạn có một cái ví dụ đầu tiên ở hình A là walk through, là cô ấy đi qua hết cả ba cái cây đó. Còn anh chàng này thì là anh đi vòng vòng, anh đi zig zag, đi qua từng cái cây một chứ anh không có đi vòng qua hết tất cả các cái cây. Là walk through là đi thẳng đi tới. Walk around là đi vòng tròn, đi lòng vòng. Tiếp theo mình có từ này, mình sẽ chọn hai từ là up and down. Bởi vì bạn thấy là cô này đang đẩy một cái bông, một cái trái banh tuyết đi lên là up, anh này đang đi xuống là down. Tiếp theo hình C, mình có anh này nhảy qua là over, nhảy lên trên cái hòn đá này là on. Người đàn ông này thì nhảy xuống off và cái người đàn ông mặc áo vàng á thì lại luồn qua cái cánh cửa đó là under. Có phải là họ đi ở phía dưới không? Thì mình sẽ chọn reposition là under. Bây giờ đến phần đặt câu ha. Sau khi mà các bạn đặt câu xong rồi kiểm tra đáp án, mình sẽ lắng nghe một lần nữa. For picture A, he is walking through the forest and she is walking around the forest. Next one, he is pushing
the snowball up the hill, pushing the snowball up the hill, and she's skiing down the hill. Next one, he's jump over the puddle. He's stepping on a rock. Anh ấy thì nhảy qua khỏi một cái vũng nước, và còn người đàn ông mặc áo cam này thì nhảy lên trên hòn đá. She's jumping off the fence. He's jumping off the fence, là người đàn ông này nhảy ra khỏi cái hàng rào. Và he's going under the door. Và người đàn ông tiếp theo thì lại đi luồn ở phía dưới cánh cửa. Now, let's listen and check. Unit 3. Vocabulary and listening. Exercise 1. A. He's walking through the forest. She's walking around the forest. B. He's pushing the snowball up the hill. She's skiing down the hill. C. He's jumping over the puddle. He's stepping on a rock. D. He's jumping off the fence. He's going under the garage door. Ok, các bạn đã kiểm tra xem những đáp án mà cơ sô trên này với những cái bạn làm thì có sai sót chỗ nào không ha? Next, we have activity 2. Read your top 5 extreme adventure and check the meaning of the sport verb in blue, then choose the correct reposition. Bài này các bạn sẽ đọc nhìn những bức ảnh về các cái bộ môn thể thao mạo hiểm, và mình sẽ đọc những câu 1 cho đến 5, mình có 5 câu ở đây, và các bạn sẽ kết hợp động từ với lại giới từ cho đúng để thể hiện cái hướng đi và cái hành động của người ta như thế nào cho phù hợp ha. Như là climb through hoặc là climb up, dive over or dive off, surf off or just surf, cycle down or cycle under. Đó, thì bây giờ các bạn hãy suy nghĩ các bạn làm, và chúng ta cùng sẽ kiểm tra đáp án cũng như là dịch nghĩa những cái từ này như thế nào cho các bạn có thể dễ hiểu hơn ha. Number 1, sail. Sail around the world alone at the age of 14. Climb up Everest at the age of 14. Jordan Romeo and Malavat Bonan. Dive off a 27-meter high cliff into a lake. Surf off a 30-meter wave. Garrett McNamara. Cycle down a mountain at 222 kilometers per hour. Eric Baron. Thì các từ này có nghĩa như thế nào thì mình sẽ cùng nhau nhìn vào phía góc trái màn hình các bạn. Sail around means to control a boat that has no engine and is pushed by the wind. Vậy thì mình nhìn lại bạn Laura Decker. Bạn đã ra khơi và tự điều khiển thuyền của mình mà không có những cái động cơ như hiện ngày nay, và at the age khi mà bạn ấy 14 tuổi. Climb up tức là leo lên đỉnh Everest khi mà người này 13 tuổi, đó là hai bạn Jordan Romeo và bạn Malavath Puna. Die off at 27-meter high cliff into a lake. Bạn này Gary Hunt thì bạn đã nhảy xuống, như là bức hình này các bạn thấy đây. Dive off là nhảy mà mình sẽ chúi cái đầu mình xuống và hai tay hai chân mình đưa lên trên cao. Thì trong tiếng Anh mình sẽ dịch là to jump into water, especially with your head and arms going first, or to move out under the water. Các bạn hiểu ha, như là cái hành động mà anh chàng này đang thể hiện trong bức tranh của chúng ta đây. Surf off a 30-meter wave, Garrett McNamara. Thì cô Garrett này đã surf off, tức là bạn thấy cái hành động mà người chơi lướt sóng, họ sẽ nhìn thẳng mặt xuống như cái bức tranh này nè. Đó, và họ lướt
chứ không phải là ngẩng cái mặt lên hoặc là nằm trên ván. Thì soft off đó là một cái hành động nhìn mặt xuống và rất là chú tâm vào cái việc lướt sóng của mình. Đây là chỉ có những vận động viên chuyên nghiệp họ thường hay có cái hành động là soft off như thế này ha. Và thường là họ soft off cho những cái ngọn sóng rất là lớn, rất là to. Cycle down a mountain at 122 km/h. Cycle down tức là ride a bicycle down, đi xe đạp xuống cái đỉnh núi, xuống núi vào với cái vận tốc là 222 km/h. Activity 3. Listen to a TV program about the achievements in exercise 2. Put the sport that are mentioned in the correct order. Hành động số 3, mình sẽ lắng nghe một cái buổi trò chuyện ở trên TV, một chương trình TV về thành công đã được nhắc đến ở trong hoạt động số 2. Và các bạn sẽ put the sport, tức là đặt những tên của các bộ môn thể thao này theo cái thứ tự mà mình nghe được trong đoạn văn ha. Now let's listen. Unit 3, Vocabulary and Listening, Exercises 3 and 4. Okay, welcome back to our top 10 countdown of the most amazing sporting achievements ever. We've just seen the videos about them in the first part of our program, and we've learned a bit about these amazingly brave sports people. So, Lauren, what do you think? Well, the skydiving looked really scary, and the guy who cycled down mountains, was it Eric Barone? He was amazing. What I didn't understand is why he wanted to break his own cycling record. He's already broken the record. Why do it again? Oh, yes. That was incredible. You know, as well as the speed record, he actually cycled over a volcano. Sounds a little dangerous. What's your favorite achievement, Dom? Have you decided yet? No, I still haven't decided. But I've just finished a sailing trip, and I know that the ocean is a difficult, dangerous place. So I really admire Laura Decker. The young girl who sailed around the world? Yes. She started her journey when she was 14, and finished when she was 16. She was the youngest person to do that. Nobody has beaten that record yet, I think. Hey, and what about those teenagers who climbed Everest? There was a 13-year-old American boy, and then, a few years later, a 13-year-old girl from India. Amazing achievements. But there are critics who say that all these teenagers were too young for the physical and mental stress, and it actually wasn't them that decided to climb Everest or sail around the world. It was their parents who pushed them to do it. Anyway, some results have just come in. Our leader at the moment is the surfer Garrett McNamara, but the voting hasn't finished yet. So you can still. Okay, we've finished listening. Is this quite fast, right? Chúng ta nghe xong rồi và đoạn văn thì nó có hơi nhanh và nó không có tách bạch rõ ràng. Theo thứ tự mình nó sẽ luôn tù theo cái cuộc trò chuyện của hai nhân vật. Cho nên cô nghĩ là nó hơi khó so với chúng ta. Và đáp án thì như sau các bạn. Số 1 mình có skydiving, mình nghe hai người nhắc đến skydiving thì có vẻ là khá là scary. Khi đó các bạn nghe được cái từ keyword chính của mình là skydiving luôn. Tiếp theo là mình có cycling. Nữa là mình có sailing around, so sau đó mình có mountain climbing, and next mình có surfing. Number five. Unit 3.
Activity 4, listen again and answer the question. Mình sẽ có cơ hội nghe lại đoạn văn trên một lần nữa ở bài tập này, nhưng mà chúng ta không phải nghe là để làm tiếp bài trên, mà mình sẽ có một vài câu hỏi xoay quanh đoạn hội thoại. Sau đó là các bạn cần phải nghe kỹ hơn để mà các bạn điền được đúng. Và trước hết thì cô nghĩ là các bạn nên đọc hiểu ý nghĩa của các câu hỏi này là gì, sau đó là mình bắt đầu nghe ha. Number 1, what did Eric Baron cycle over? How old was Laura Dacre when she finished sailing around the world? Has anyone younger beaten her record? Where were the teenage Everett climbers from? According to the presenter, which person has the most votes? Question 1. What did Eric Baron cycle over? Eric Baron đã đạp xe đi qua khỏi cái gì? How old was Laura Dacre when she finished sailing around the world? Laura Dacre đã bao nhiêu tuổi khi mà cô ấy hoàn thành cái việc mà ra khơi, giăng mồm ra khơi khắp thế giới? Has anyone younger beaten her record? Cái này cũng là câu hỏi xoay quanh bạn Laura Dacre luôn ha. Có ai nhỏ tuổi hơn bạn Laura Dacre đã thắng được cái record, tức là kỷ lục của bạn ấy hay không? Where were the teenage Everest climbers from? Những người mà thanh thiếu niên leo lên đỉnh Everest đến từ đâu? Và according to the presenter, theo những gì mà người đại diện phát biểu thì người nào là người mà có nhiều số lượng bình chọn nhất? Vote. Cùng nghe lại một lần nữa và làm ha. Unit 3. Vocabulary and listening. Exercises 3 and 4. Okay, welcome back to our top 10 countdown of the most amazing sporting achievements ever. We've just seen the videos about them in the first part of our program, and we've learned a bit about these amazingly brave sports people. So, Lauren, what do you think? Well, the skydiving looked really scary. And the guy who cycled down mountains, was it Eric Barone? He was amazing. What I didn't understand is why he wanted to break his own cycling record. He's already broken the record. Why do it again? Oh, yes. That was incredible. You know, as well as the speed record, he actually cycled over a volcano. Sounds a little dangerous. What's your favorite achievement, Dom? Have you decided yet? No, I still haven't decided. But I've just finished a sailing trip, and I know that the ocean is a difficult, dangerous place. So I really admire Laura Dacre. The young girl who sailed around the world? Yes. She started her journey when she was 14 and finished when she was 16. She was the youngest person to do that. Nobody has beaten that record yet, I think. Hey, and what about those teenagers who climbed Everest? There was a 13-year-old American boy, and then, a few years later, a 13-year-old girl from India. Amazing achievements. But there are critics who say that all these teenagers were too young for the physical and mental stress, and it actually wasn't them that decided to climb Everest or sail around the world. It was their parents who pushed them to do it. Anyway, some results have just come in. Our leader at the moment is the surfer Garrett McNamara, but the voting hasn't finished yet. So you can still. Okay, we finished listening, and did you get the answers for the question? Number 1, he cycled over a volcano. Anh ấy đã đạp xe qua khỏi một cái ngọn núi lửa. Volcano là núi lửa. Next one, she was 16, but she finished sailing around the world. Cô ấy đã 16 tuổi khi mà, chỉ có 16 tuổi thôi, khi mà cô ấy đã đi vòng quanh thế giới bằng tàu chiến thuyền của mình.
Has anyone younger beaten her record? Có người nào đó nhỏ hơn cô ấy và đã đánh bại được kỷ lục của cô ấy chưa? Thì là chưa. The boy was from USA and the girls was from India. Đây là những vận động viên thanh thiếu niên đã leo lên đỉnh Everest. Một người con trai thì đến từ USA là Mỹ và người gái thì đến từ Ấn Độ. Tiếp theo, the surfer Garrett McNamara has the most votes. Vậy thì ai là người có nhiều phiếu bình chọn nhất? Đó chính là bạn vận động viên lướt sóng Garrett McNamara. Unit 3. Vocabulary and Listening. Exercises 3 and 4. Okay, welcome back to our top 10 countdown of the most amazing sporting achievements ever. We've just seen the videos about them in the first part of our program, and we've learned a bit about these amazingly brave sports people. So, Lauren, what do you think? Well, the skydiving looked really scary, and the guy who cycled down mountains, was it Eric Barone? He was amazing. What I didn't understand is why he wanted to break his own cycling record. He's already broken the record. Why do it again? Oh, yes. That was incredible. You know, as well as the speed record, he actually cycled over a volcano. Sounds a little dangerous. What's your favourite achievement, Dom? Have you decided yet? No, I still haven't decided. But I've just finished a sailing trip, and I know that the ocean is a difficult, dangerous place. So I really admire Laura Decker. The young girl who sailed around the world? Yes. She started her journey when she was 14 and finished when she was 16. She was the youngest person to do that. Nobody has beaten that record yet, I think. Hey, and what about those teenagers who climbed Everest? There was a 13-year-old American boy, and then, a few years later, a 13-year-old girl from India. Amazing achievements. But there are critics who say that all these teenagers were too young for the physical and mental stress, and it actually wasn't them that decided to climb Everest or sail around the world. It was their parents who pushed them to do it. Anyway, some results have just come in. Our leader at the moment is the surfer Garrett McNamara, but the voting hasn't finished yet, so you can still have... Next activity 5, read the study strategy. Close your book, make note of three things you learned from the TV program, compare your answer with a partner. Study strategy. Learning through English. If you can repeat fact and information in English, you will remember both what you have learned and how you say them in English. Ở đây mình có một cái hướng dẫn bài học là nếu các bạn lặp đi lặp lại những cái sự kiện hàng ngày, những cái thông tin trong bằng tiếng Anh thì bạn sẽ nhớ nó. Bạn sẽ nhớ cái việc mà bạn học cũng như là bạn nhớ cách làm sao để mà mình đọc được những cái từ vựng về tiếng Anh đó. Thì đề bài của chúng ta đưa ra là hãy đóng quyển sách lại và hãy ghi ra 5 điều mà bạn học được từ những chương trình TV. Sau đó thì sẽ so sánh và trao đổi cái kết quả của các bạn làm với lại kết quả của các bạn bè khác ở trong lớp. Vậy thì không phải những cái chương trình TV nào nó cũng có hại đối với lại sức khỏe, tinh thần và trí tuệ của chúng ta ha. Có những cái chương trình TV mà nó rất là có ích cho mình, chẳng hạn như là những cái chương trình về thế giới động vật nè, Geographical, và những cái chương trình về khám phá cái vùng đất khác nhau, đi đến những cái đất nước khác nhau, trải nghiệm đồ ăn, thức uống ở đó, thì cũng sẽ giúp cho các bạn mở rộng thêm những cái kiến thức và cái
góc nhìn của mình về những cái địa điểm và cái cách sống, văn hóa của những con người khác nhau. Về động vật thì các bạn có thể hiểu hơn về thế giới thiên nhiên và cuộc sống hoang dã là như thế nào. Ngoài ra thì cũng có những cái chương trình TV về science, về những cái thử nghiệm khoa học. Thì qua đó các bạn biết được là ứng dụng của các cái thử nghiệm khoa học đó trong đời sống ra sao. Cách mà các cái nhà khoa học họ nghiên cứu, họ phải trải qua nhiều cái lần thất bại như thế nào để họ mới có ra một cái kết quả và đi đưa đến cái việc mà ứng dụng trong thực tiễn như thế nào ha. Thì đó, các bạn có thể ghi ra những cái điều hay ho mà mình học được từ những cái chương trình TV mà các bạn xem, hoặc là nếu bây giờ các bạn không xem những TV, các bạn xem những cái chương trình YouTube đi, thì trong đó nó sẽ inspire hoặc là nó cho bạn những cái thông tin bổ ích nào mà bạn cảm thấy là mình được truyền cảm hứng và mình được học nhiều từ đó. The last activity, use it, work with partner, ask and answer questions about adventure activity, use the idea below. Hoạt động số 6, các bạn cũng sẽ làm việc nhóm và các bạn sẽ hỏi và trả lời về cái hoạt động thám hiểm. Use the ideas below, các bạn cũng có thể sử dụng những cái ý tưởng được đề xuất ở phía bên dưới. Do you like the look of something? Have you ever tried, or would you like to try, or what do you think of? Thì các bạn dùng 4 cái mẫu câu này và hãy nghĩ ra những câu trả lời cho mình, để khi bạn mình hỏi thì mình có cái ý để mà mình trả lời lại, hoặc khi mà mình hỏi thì bạn mình cũng sẽ trả lời và mình hiểu được bạn mình đang đề cập đến vấn đề gì ha. Các bạn cứ làm việc nhóm và nếu các bạn có bất kỳ khó khăn gì thì các bạn cũng có thể cho cô biết ở phía dưới phần bình luận nhé. I wish you had a good time working with your partner, and if you have any difficulties, you can let me know right down in the comment box. This is your homework. Remember to practice listening. If you cannot do the activity that we've done, then you can go back and redo it. Listening it again and fix what was your mistake. Then do the exercise in your student book. Bài tập về nhà, các bạn có thể nghe lại những cái bài, hai bài mà mình đã nghe trong hôm nay để mà mình làm lại bài tập. Nếu như các bạn thấy mình theo không kịp hoặc là mình đã làm sai thì mình sẽ nghe lại nhiều lần để mà mình sửa những cái chỗ mà mình làm chưa được đúng. Và tiếp theo thì các bạn sẽ làm những bài luyện tập trong sách work student book của mình, cũng là bài này luôn ha các bạn nhé. Thank you everyone for taking your time to join the class. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian tham gia buổi học cùng với cô. I would love to see you again in the next video. Cô rất vui khi được gặp các bạn trong các video lần tới. I wish you had a good health and let's have a great day. Sẽ chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe và có một ngày thật là tốt đẹp. See you!